70 phẩm Bồ Tát hạnh. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngài đã dạy Bồ Tát phải thực hành Bồ Tát hạnh, vậy pháp gì là Bồ Tát hạnh? Phật bảo thiện hiện: Bồ Tát hành Bồ Tát hạnh là vì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, Bồ Tát phải đi trong sanh tử nên gọi là Bồ Tát hạnh. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát phải hành Bồ Tát hạnh ở đâu? Phật bảo thiện hiện: Các đại Bồ Tát phải hành Bồ Tát hạnh nơi sắc thọ tưởng hành thức không, phải hành Bồ Tát hạnh nơi nhãn xứ cho đến ý xứ không, phải hành Bồ Tát hạnh nơi sắc xứ cho đến pháp xứ không, phải hành Bồ Tát hạnh nơi nhãn giới cho đến ý giới không, phải hành Bồ Tát hạnh nơi sắc giới cho đến pháp giới không, phải hành Bồ Tát hạnh nơi nhãn thức giới cho đến ý thức giới không, phải hành Bồ Tát hạnh nơi nhãn xúc cho đến ý xúc không, phải hành Bồ Tát hạnh nơi các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không, phải hành Bồ Tát hạnh nơi địa giới cho đến thức giới không, phải hành Bồ Tát hạnh nơi nhân duyên cho đến tăng thượng duyên không, phải hành Bồ Tát hạnh nơi vô minh cho đến lão tử không, phải nương vào bồ thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào thánh đế khổ tập diệt đạo để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào bốn tịnh lự để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào bốn vô lượng để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào bốn định vô sắc để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào tám giải thoát để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào tám thắng xứ để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào chín thứ đệ định để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào 10 biến xứ để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào ba giải thoát để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào thập địa để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào tất cả pháp môn Đà La Ni để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào tất cả pháp môn Tam Ma Địa để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào năm loại mắt để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào sáu phép thần thông để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào 10 lực Như Lai để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào bốn điều không sợ để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào 18 pháp Phật bất cộng để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào pháp không quên mất tánh luôn luôn xả để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào việc trang nghiêm cõi Phật để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào việc thành thục hữu tình để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào việc phát sanh văn tự Đà La Ni để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào việc ngộ nhập văn tự Đà La Ni để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào việc ngộ nhập không văn tự Đà La Ni để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào việc làm phát sanh biện tài vô ngại để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào cảnh giới hữu vi để hành Bồ Tát hạnh, phải nương vào cảnh giới vô vi để hành Bồ Tát hạnh. Thiện hiện, lúc tu hành Bồ Tát hạnh, các đại Bồ Tát giống như quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Phật, không phân biệt hai tướng đối với các pháp. Thiện hiện, đại Bồ Tát nào tu bát nhã ba la mật đa này thì gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nên tu Bồ Tát hạnh. Thiện hiện, đại Bồ Tát nào có thể tu Bồ Tát hạnh như vậy thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngài đã nói về Phật Đà, Phật Đà ấy dựa vào nghĩa gì để gọi là Phật Đà? Phật bảo thiện hiện: Dựa vào nghĩa giác ngộ, nghĩa chân thật, nghĩa Thế Tôn nên gọi là Phật Đà. Lại nữa thiện hiện, vì đối với các thật pháp hiện chứng đẳng chánh giác nên gọi là Phật Đà. Lại nữa thiện hiện, vì thông đạt thật pháp nên gọi là Phật Đà. Lại nữa thiện hiện, đối với tất cả pháp như tánh sở hữu, chấm dứt tánh sở hữu, giác ngộ không điên đảo nên gọi là Phật Đà. Lại nữa thiện hiện, trí vô ngại vận chuyển khắp ba đời và pháp vô vi nên gọi là Phật Đà. Lại nữa thiện hiện, như thật khai ngộ cho tất cả hữu tình, giúp họ lìa phiền não điên đảo nên gọi là Phật Đà. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật:
Thế Tôn đã nói về Bồ Đề. Bồ Đề ấy nương vào nghĩa gì mà gọi là Bồ Đề? Phật bảo Thiện Hiện: Bồ Đề nghĩa là không, là